Yo, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì bên đây mình sẽ làm về con game bet anh em nhé. Mình sẽ làm về cái giải đấu hiện tại đang là hấp dẫn nhất của lục địa già Euro 2024 nè, diễn ra trên đất Đức anh em nhé. Thì mình sẽ chọn câu lạc bộ Bồ Đào Nha nha. Mình đang cài một cái bảng bảng mod ấy. Là mình chỉ cần vô mình chọn thôi là nó sẽ tự động nó sắp xếp những cái đội giống như là ở bên ngoài cho mình luôn nè anh em. Như ở ngoài đời thật luôn ấy, mình khá thích cái bản bản mod này nè. Thì mình sẽ chọn Bồ Đào Nha nhé. Bồ Đào Nha có idol của mình anh Bảy Liêm. Đây có thể coi là cái kỳ Euro cuối cùng của một số hảo thủ này mà đã luống tuổi rồi, như BB, Ronaldo, Gourcuff, à không phải gì Lewandowski, Luka Modric đấy. Có thể là kỳ Euro cuối cùng mà chúng ta có thể xem được những đó, những idol của chúng mình thi đấu. Đấy, Euro 2024 ở Đức. Trận đầu tiên mình sẽ gặp Cộng hòa Séc nha. Để từ từ để mình chỉnh cái mình đang chỉnh cái nhà đài, mình đang mod cái VTV3 luôn. Ok, hợp lý. Mình sẽ làm cái video này để mình tri ân anh Bảy Liêm idol của mình. Mình sẽ cho anh ấy vô địch, cái vô địch cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của anh ấy, thi đấu quốc tế. Ok, sao thằng Vitinha này mẹ sao phong độ đi xuống vậy? Hôm sau mình đã có Ruben Neves để thay thế nè mày. Ôi, đội hình mạnh quá. Trận đầu tiên là mình sẽ gặp Cộng hòa Séc. Thế giới sẽ phải ngã ngã mũ thán phục với idol của mình. Hai cái chức Euro sẽ bằng một cái, sẽ lớn hơn một cái cúp World Cup anh em nhé. Cái bảng tên là của 2024 mà sao trong cái đường hầm lại là của Euro 2020 vậy? Trời ơi, mấy cái anh mod này là cái gì tào lao vậy? Ồ, bắt tài. Bắt tài sao trước trận đó, bắt tài vị trí mà vô trận đấu là cũng chùi rồi giật chỏ lên gối lùm la này mà. Nên ra sân của Cộng hòa Séc sẽ là 5-3-2. Ghê vậy. Chơi vị trí thật phòng ngự à. Nên ra sân của Bồ Đào Nha của mình sẽ là 4-1-2-3 này mà. Với mũi nhọn lĩnh sứ hàng công sẽ là idol của mình anh Bảy Liêm. Tới công chuyện mày rồi. Mày nhóc. Né ra cho anh lấy chiếc chủ lực coi. Như vậy là hiệp 1 đã chính thức được bắt đầu. Ây da, đây sẽ là một ngày thi đấu có thể nói là thực sự nóng bỏng, cực kỳ nhiệt đây. Nhiệt lắm à, mấy anh ơi, mấy anh bình luận viên ơi, tuổi
7 đâu rồi? Sao anh 7 không lên? Chết tôi rồi, chuyền kiểu này chết anh 7 rồi. Cristiano Ronaldo. Ôi anh tôi già mẹ nó rồi. Rất quyết liệt. Đường chuyền dài. Ủa? Ủa? Ủa ghê vậy ní. Lại ra biên. Mấy anh bình luận viên mẹ bình luận sôi nổi lên coi nào. Lấy khí thế rồi. Cristiano Ronaldo. Và ngăn chặn. Ê, rất nhanh. Khe cái đó chết. Đọc khe cái đó là chạy rồi, ỉa ruồng luôn. Bernardo Silva. Cứ từ từ. Bernardo Silva. Đấy, mình sẽ chơi nó ra ru ngủ. Vâng, đường truyền rất chính xác dành cho đôi bạn. Ông vậy hay quá ta. Giờ mới khen xong. Ngu thế. Ôi. Tinh tế tí xíu đó là tới chừng anh 7 rồi. Sân có vẻ khá trơn. Ông vậy hay quá. Được, 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 lên, lên, lên. Cristiano Ronaldo. Trọng biên. Anh Bảy ơi. Đánh đâu. Ơ kìa. Bóng đã được phá lên. Đóng đi. Coi. Ui. Vẫn chưa thể có bàn thắng. Ruben Neves, trời ơi. Nó ép sân cứ vậy luôn mà nó không vào kìa. Một pha bóng cực kỳ lộn xộn anh em ạ. Trời ơi. Không sao, phải ngồi trái phạt góc. Khi nào mà bí quá chúng ta sẽ dí mấy quả phạt góc anh em ạ. Đánh đâu. Trời ơi. Úi dồi ôi. Bóng bánh. Đá này thì bánh đâu mà ăn. Đánh đầu hay là đánh đầu hay là dứt điểm hay là chuyện gì ông cô. Khẩn trương, khẩn trương. Tốc độ. Pha hay quá anh ơi. Goal. Ủa. Rất nguy hiểm. Ơ kìa. Rồi pha này mình xử lý cực đỉnh luôn anh em à. Nhanh nè, làm tác giả nè. Đấy. Pha cứa lòng này. Đã đóng mẹ cho rồi đi. Ngựa ngựa cứa lòng là cái đất gì. Hiện tại thì cầu thủ trẻ Rafael Leao đang mặc áo số 17 của Luis Nani. Nhưng mà nói về khả năng chơi bóng thì vẫn còn kém xa đàn anh lắm. Chạy đi em ơi. Nhưng mà thanh niên này một khoái cái là trâu với lại tốc độ anh em ạ. Cú phân bóng quá đủ rồi. Cổ cánh. Khéo không? Anh em thấy bên kia nó giữ bóng khéo không? Làm gì đây anh ơi? Bet bây giờ làm thật lắm anh em ạ. Không có cơ hội dứt điểm. Không được. Ronaldo. Diogo Dalot. Cristiano Ronaldo. Ui, trời ơi, cho anh tôi bóng đóng cái đi. Bóng đã được phá lên. Quả ném biên. Hên đấy. Mình mod cái logo của nhà đài VTV3 luôn kìa. Ảo thật á. Rudo. Mất bóng rồi. Trời ơi, sao chậm vậy? Lùi, 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 lùi. Đấy, mình sẽ gọi đồng đội tới để hỗ trợ. Ok. Ơ. Goal. Thật sự là ngày hôm nay đúng là sân chơi của những thủ thành xuất sắc. Nó cảm giác như ở bên kia hơn hơn sao anh em ạ. Anh em coi coi. Lũi 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 xong tự nhiên banh nó tự qua luôn. Cái thủ môn mình nó tỉnh chứ không mẹ vỡ mồm rồi. Thôi biết chụp hay rồi. Má khổ ghê á. Mình sẽ dùng chiến thuật một kèm một. Đấy. Bóng đã được phá lên. Tình rất xuất. Quyết liệt. Bóng đã được phá trời lên. Trời ơi, má chuyện của này anh tôi chạy ỉa ra quần luôn.
Ơ à, kìa. Thời vậy nãy giờ mình thấy bên kia nó hình hơn. Ờ mày. Rất quyết liệt. Hình hơn lại rồi. Không có ai vậy. Tốc độ rất nhanh. Khéo. Khá bình tĩnh. Đúng rồi, lên hỗ trợ bé ơi. Pha chọc khe rất hay. Đánh đâu. Ui không được rồi. Hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng. Vấn đề còn lại là hàng phòng ngự có giữ được sự lạnh lùng hay không. Nãy giờ thanh niên này mấy cơ hội rồi nha. Chưa mượt cho lắm. Rudo. Rudo. Rafael. Lại thanh niên đó nữa. À, để bắt banh hoài vậy bé. Lên bóng nữa. Đường chuyền rất nhanh. Bây giờ nha. Hiện tại thì vị trí đó mình còn có Jota nữa nè. Hiện tại đang đá cho câu lạc bộ Liverpool đấy. Rudo. Nhưng mà Jota thì cảm giác như không có tốc độ. Đi bóng rất khó này. Chịu. Đấy anh. Nói giờ mới khen sao. Cũng học nên là hậu vệ mà. Số 19 là hậu vệ. Cái thằng Rafael nó chạy đâu mất tiêu rồi. Đường chuyền dài. Bóng đã được phá lên. Đây, Leo. Leo Silva. Rafael. Cánh rất thoáng. Rafael. Bóng đã được phá lên. Bên kia thủ gì mà ghê vậy, đâu phải tao quá. Pha bóng hơi cà cuống mà anh đã để mất bóng rồi. Khó quá. Đường bóng quá đơn giản để bắt bài. Rudo. Trời ơi, đi bắn hơi sâu rồi. Kofan. Rất chống chạy. Hên quá không trúng mình thì sao ấy. Bóng đã đi ra ngoài đường biên. Lẩm. Bên kia cũng khó chịu vẫn thế. Vẫn tối tăm lắm. Nhanh lên nào. Đường chuyền rất nhanh. Bên kia toàn chuyền dài ạ. Mà chuyền dài mình thích lắm anh em ạ. Muno. Dễ lấy banh. Chứ mà đá kiểu bân bật nhỏ khó chịu. Bernardo Silva. Rudo. Ngày hôm nay thì đội bóng nào thua thì họ cũng không có gì phải cúi đầu xuống mà đi về cả. Cứ phải ngẩng cao đầu chứ không lại đi lại vấp ngã. Trời ơi, chả sâu thế. Cú phát bóng. Patrick Street. Thiếu cảm giác quá. Nói bê bê mình cũng gần lắm anh em ạ. Ui giời, hơi khó hiểu cho quyết định xử lý vừa rồi. Ôi kìa. Nhìn cây giấy. Phản công nhanh. Chạy đi em ơi. Bê bê. Bê bê. Vẫn mặt cái bê bê hả. Nhưng mà mỗi tội chị không được chính xác. Phản cắt bóng rất kinh nghiệm. Ruben Neves. Bruno này mình thấy đá hay chứ mà sao bị chửi nhiều thế. Tội thanh niên này thật. Rafael Leao. Cristiano Ronaldo. Rất nguy hiểm. Lúng túng. Thôi thêm một cơ hội lên bóng nữa. Một pha cực kỳ lộn xộn. Hết giờ rồi. Thịt một hết giờ rồi mà không có ghi bàn được rồi. Phải kiếm điểm chứ, phải kiếm 3 điểm đầu tiên chứ. Làm gì đây anh ơi? Một bàn thôi cũng được. Em nghĩ sao anh tôi vô địch được rồi. Đây rồi, tốc độ em ơi. Không có cơ hội dứt điểm. Góc. Tại sao quảng cáo có tên của Trung Quốc thế kìa. Thời gian của trận đấu còn lại khá ít. Bảy ơi. Em phải đánh đâu. Một hiệp đấu phải nói là khó thở dành cho cổ động viên của cả đôi bên. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi khoảng tầm hơn 10 phút trước khi quay trở lại với hiệp 2. Kiểm soát 51%. Tôi vẫn nghĩ là trận đấu này 51%. Sẽ có khoảng tầm 3 bàn thắng đổ lên 8, anh em ạ. Tinh thần vẫn luôn là điều rất quan trọng trong mỗi trận đấu. Tỷ lệ chỉ có được 25% của này chết. Kính mời bà con, cô bác, chú gì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ 2. Ở hiệp 2 này thì hai đội sẽ đổi sân. Hy vọng là chúng ta sẽ được chứng kiến một thế trận đã có lỗi. Anh Bảy ơi. Bình tĩnh anh Bảy ơi. Một tấm thẻ vàng được trọng tài rút ra.
Hàng thế. Nghi ngờ có một cái thế lực đen tối nào đó chống lại anh tôi. Nhưng mà pha này anh chùi vậy là sai rồi anh Bảy à. Nó tiền đạo mà bị thẻ vàng đầu tiên quay. Á quê dữ vậy. Trời ơi cái thằng kia biết chuyện mày. Cô Phan. Được 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 lên lên lên. Đường chuyền dài. Ê. Ồ. Để giữ mặt của ta. Vô vòng loại khó lắm á, vòng loại chung kết khó lắm á nha. Patrick Street. Cristiano Ronaldo. Kia nó sử dụng chiến thuật rồi bu cục shit hay sao mẹ đông thế. Chết tôi rồi, anh tôi già quá. Patrick Street. Ui nó bật tường kìa, nó chạy anh em thấy không? Anh em nhờ. Tốc độ rất rất đẹp. Bóng đã được phá lên. Mà tí thì vỡ mồm à. À chế độ siêu sao bên kia nó đá khét quá anh em à. Mà không sao đá vậy nó mới gọi là gây cấn. Anh em thấy nó lui giờ chắc ghê không? Và chạm bóng rất thiếu cảm giác. Mày thấy ngáo luôn rồi. Quỷ. Nó thai mày ra quá. Lên bóng rất thoáng. Mày múa. Thấy BB chưa? Thấy bước chạy của BB chưa? Xin là cho à. Rafael Leao. Diogo Dalot. Lúc này sẽ cần phải thực sự cảnh giác với những pha bóng trước khu vực vòng cấm của cả hai bên. Từ từ mình cũng kiếm được cái lỗ để mình đóng mà. Cánh rất thoáng. À, rồi bù dưới bay. Né né đá chứ coi. Kèm với ai đá trời. Ngày hôm nay thì đội bóng nào thua thì cũng không có gì phải cúi đầu xuống mà đi về cả. Cái lỗi mình đâu đi chứ không lại đi lại vấp ngã. Mình cứ lên thay Dalot bằng Cancelo. Hãy cẩn trọng với những pha bóng như thế này. Như vậy là tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Anh Bảy một thẻ vàng đó là ngu người luôn ấy. Coi như mình làm cái video là vô nghĩa. Không cảm ấy, anh Bảy mình bị đói bàn thắng quá. Thể hiện đi em ơi, thể hiện giá trị của mình đi. Khẩn trương, khẩn trương. Múa. Mà nó múa dẻo quá. Không mình có cơ hội dứt điểm. Anh rủ nâu ơi. Chạy chỗ đi, trời ơi. Hơi cá nhân anh em ạ. Pha lấy bóng tốt. Ruben Neves. Rafael Leao. Trời ơi. Bóng đã được phá lên. Há chuyện dài à. Chuyện dài thì cho xin nha. Bóng đã được phá lên. Chuyện dài dễ lấy banh cực. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bruno. Không dễ tận. Ruben Neves. Làm lỗi tác giả vậy luôn mà. Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva. Rất quỵ, rất đẹp. Trời ơi. Bóng đã được phá lên. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Công nhanh với chúng tôi à. Cho xin. Cho xin. Cho xin. Rafael Leao. Anh tôi tạo cho bà con. Không thể che vào đâu được. Không thể che vào đâu được với cú đá vừa rồi. Rung luôn cầu trường, rung động luôn anh em. Sân vận động cứ như nổ tung. Phải chưa, một pha chuyền nổi là anh Bảy chớp thời cơ liền, chọc khe liền. Rafael Leao với sức mạnh của mình đã chiến thắng được hậu vệ nè mà. Tung một cái thuốc không thể cản phá bằng chân trái. Trời anh tôi chọc khe kìa. Ngon ấp chứ bộ đồ. Sao mà đỡ được. Nhóc, hãy gọi cho tôi. Thôi, chỉnh đội hình xíu coi. Mình phải tăng cường. Đây,
Rio Dallas hả? Cancelo, Cancelo là nãy là do là bị phong độ xuống quá nên mà. Có lẽ những người đang theo dõi trận đấu này đang cảm nhận được một bầu không khí sôi động, một trận đấu tốc độ, và những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến lúc này đó sẽ là một trận cầu hay. Trận đấu đang diễn ra vô cùng tốc độ. Múa. Rafael Leao. Anh Bảy ơi. Đây rồi là đôi giày. Dứt điểm. Anh Bảy ơi. Trời ơi, cú đúp kiến tạo. Đó là khoảnh khắc của một ngôi sao. Phối hợp 1-2 hay quá. Thằng Rafael Leao đây, anh em thấy mình nói đúng không? Có tốc độ, có sức bị đè, rất thích hợp để phản công. Trời ơi, anh tôi chọn cái nào là linh láng nước cái đó anh em ạ. Mấy thằng thủ môn này nó tâm lý là nó chuẩn bị nó nhảy qua hai bên để nó bắt bài rồi, mà đâu ngờ mà chứ thẳng đâu. Khoảng cách bây giờ là 2 bàn. Để đá kiểu này thì hơi toang. Đang là một cái chơi rất thực dụng, đó là một cái chơi khiến cho nhiều người cảm thấy không hài lòng. Trong bóng đá thì cũng có những kiểu không hài lòng rất đặc biệt. Đấy, thấy chưa? Thấy anh Bảy chưa? Mấy kỳ anh Bảy. Mới vừa khen anh xong luôn anh Bảy. Được chuyền rất hay. Trời ơi, sao mà qua được cái bức tường này. Tất cả là để cho anh Bảy vô địch mà. Bernardo Silva. Rudo. Qua được rồi. Rudo. Một tình huống phản xạ tuyệt vời. Thủ môn lại ra biên. Đường chuyền hay đây. Ê ê. Thì bây giờ khép góc. Rất nỗ lực. Dứt điểm. Quá bình thường. Nói chứ thủ môn mình mẹ hú hồn. Điều cô đã lốt. Đau ạ. À. Pha nó đóng mạnh thiệt chứ quỷ. Đặc biệt với nhau không mà đóng mạnh với mày. Rafael Leao. Thêm một cơ hội lên bóng nữa. Dứt điểm. Bắt chiên 7 nè. Không vào. Quá phung phí cho cơ hội vừa rồi. Một pha cái gì gọi là một chạm, suốt một chạm đẹp quá anh em ạ. Mà mỗi tội nó thiếu chính xác tí xíu. Anh tôi mà trẻ thêm 2 tuổi thì chúng mày chết. Mấy thằng khứa nào làm cái mod bát này anh tôi có đâu chứ thế. Anh tôi một đời liêm chính rồi mà không vô địch. Bóng người càng uống mà anh đã để mất bóng rồi. Tạo hóa đâu quá có lỗi với anh. Chết tôi rồi, đi bóng thôi. Ôi không sao. Mà rướng tốt thế. Ruben Dias. Cristiano Ronaldo. Lỗi rồi. Đây. Sở trường của anh Bảy luôn. Một tấm thẻ vàng được trọng tài rút ra. Cho cái thẻ đỏ đi trọng tài. Cái trọng tài đeo đồng hồ như đồ chơi ấy bay. Ui, mọi người dám triệt hạ cái sân bàn hàng đầu của đội anh à. Nào hãy xem anh này làm gì đây. Trời, liệu quả này có vào không anh em? Anh Bảy sút phạt còn có 77 à, không sao, chơi luôn rồi bạn. Mình sẽ cho nó biết thế nào gọi là nút carbon. Hai mấy mét sóng hiện ta. Chắc tầm khoảng 20 quá. Chết với anh Bảy nè. Vô cái anh Bảy ơi. Dứt điểm. Đã có bàn thắng không? Như vậy là vẫn chưa thể có bàn thắng. Bóng đã chạm vào cột dọc. Dường như tôi đã nhìn thấy bàn thắng nhưng điều đó đã không xảy ra. Anh Tùng rất bình tĩnh và khuôn mặt rất lạnh. Anh Bảy thay vì chút đá đẹp trai lại còn đá bóng giỏi. Thế này thì đá trở theo. Anh cố tình anh bọc thường với một dòng. Đầu tóc bóng bẩy, khuôn mặt mảnh bao. Bộ đồ trông tương đối gọn gàng. Đã khiến cho những cổ động viên có một chút chiêu đầu tiên. Có một chút chiêu đầu tiên. Dám từ chối sự phục của anh. Nhiều anh em có thể rút một tiền đấy, không phải thua được. Gọn gàng, chính xác, quyết đoán. Đấy thì chết thì cũng sức phạt của anh nhá. Để xem ông này đá mà em mê hết cả người anh em ạ. Mình thấy tội cho thủ môn bên đây quá anh em ơi. Có lẽ trận đấu này đã đóng hòm. Cũng đã bắt đầu có những sự nhộn nhịp hơn trong cách đá của cả hai đội. Họ bắt đầu triển khai một đội hình dâng cao hơn. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Vẫn.
pha đó 50-50 mà thổi phạt bên mình biết mới ghê chứ. Dứt được. Dở. Ui giời ơi, sao lại sút quả bóng ra thế này? Thua quá, bị hóa điên à. Rồi cái pha đó mình đi ngã bằng đèn. Chắc cũng thành chắc cũng cả 5m. Điều cô đa lốt. Gì mà căng gì mấy ní. Đá thoáng thoáng cho dễ thở cái coi nào. Vu đông địch thúi chứ hay làm gì. Rafael. Cristiano Ronaldo. Ôi anh Bảy. Anh Bảy lui về lập tường. Patrick Schick. Rất quyết liệt. Đúng là kiểu hy sinh vì đồng đội luôn em thấy không. Cristiano Ronaldo. Rất hy sinh vì đồng đội luôn em thấy không. Đây rồi. Một bên là poker bàn thắng, một bên là bình tĩnh và khuôn mặt rất lạnh. Đá đẹp trai lại còn đá bóng giỏi, thế này thì gái trở theo. Đúng là đá như này thì ai chơi. Đây là dấu ấn của anh Bảy đi. Anh tôi cháy thế, anh tôi cháy thế. Thật sự ôi rồi, vỗ tay. Đỉnh cao của đọc khe là đây. Cao nhất điểm ở đây. Hãy gọi cho tôi. Các bạn cần bằng thớt thì gọi cho tôi. Tôi là có lẽ những người đang theo dõi trận đấu này đang cảm nhận được một bầu không khí sôi động, một trận đấu tốc độ. Và những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến lúc này, đó sẽ là một trận cầu hay. Quýnh lộn không? Mày quýnh lộn không? Xào xạo với chúng tôi. Còn nữa Muno sẽ đến nữa. Ôi, chết mẹ bị bắt bài rồi. Pepe. Ê, nó muốn đem trọng tài ơi. Ê, nó chọt khe. Tình huống phối hợp đã bị bắt bài. Pepe chưa? Muno. Coi. Bị bắt bài rồi. Là anh Bảy, những bước chạy không biết mệt mỏi. Đã có lỗi. Có lỗi thẻ vàng đó, chậm lại ơi. Tấm thẻ vàng được rút ra như là một điều mà ai cũng biết. Thôi nè thì mấy chú ơi, cãi cái gì. Cái sức rướn của một cầu thủ trẻ 39 tuổi là đây. Tôi có hiện lên cái hướng dẫn đá phạt ngoại ta, mình nhớ mình tắt rồi mà. Có anh Bảy ơi. Thấy anh Bảy được cứu poker ấy rồi, kiến tạo rồi cho ghi bàn chắc như trời. Bóng đã được phá lên. Bernardo Silva. Muno. Múa dẻo dữ vậy Lý. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trận đấu đã chính thức khép lại. Ok. Mình đã kết thúc cái trận đầu tiên rồi nha anh em nhé. Hẹn em ở những trận tiếp theo thì cực kỳ gây cấn luôn. Trận ra quân bọn mình đã thắng 4-0 với chỉ một cầu thủ ghi bàn á, Leao mà 4 trái luôn á, ảo thật ấy.